Người ơi cho xin số phone. Ok quên đi cho đề ngại gì. Hey, đây sao anh nghe chờ nàng nhé anh nghe baby. Để ngắm gió nha anh đêm cày về. Làm tao hôn nhé. What? Anh ơi chân nghe. Hãy chân giao cho mình được làm quen trước đi được không? Nam mô A Di Đà. Thiếu nữ hãy tự trọng đi làm ơn. Nhau khỏi ôi thật tiếc thế mẹ em dặn mai vay đưa đón cho về quê gặp thế ngày mai dưới thu đông 15 anh vào đếp đang làm cái chi thì cô gặp đồng loại của anh baby.